Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Tô Đại Tướng tung gian kế, tiền từ túi dân chảy ào ào vào túi Bộ Công an. Có thể nói bao lâu nay thị trường biển số đẹp của Việt Nam là một nhu cầu rất lớn. Có người cho rằng số đẹp là số dễ nhớ, nhưng không phải vậy. Theo quan điểm dân gian, số đẹp là số mà người ta tin rằng nó sẽ mang lại sự may mắn nào đấy. Chính vì sự xuất phát từ quan niệm mê tín như vậy, nên ở Việt Nam lâu nay đã hình thành nhu cầu mua bán sim số đẹp cho điện thoại, biển số đẹp cho ô tô và xe máy, số đẹp cho tài khoản, ngân hàng, vân vân. Ra quy định biển số định danh đã tước bỏ thị phần của những doanh nghiệp mua bán xe biển số đẹp. Câu chuyện về thị trường sim số đẹp không khác mấy so với thị trường biển số đẹp. Biển số đẹp là biển số vừa có thể mang đến cho chủ nhân của nó sự phát tài, đó là theo lòng tin của chủ nhân như vậy, và vừa là con số dễ nhớ. Mê tín vốn ăn sâu vào máu người dân Việt Nam, vì thế mà nhà nhà ai ai cũng muốn có số đẹp cho mình. Chính vì vậy mà nhu cầu của thị trường biển số đẹp là rất lớn, trong khi biển số đẹp có số lượng hạn chế nên giá thành bị đẩy lên rất cao. Có người đi xe ô tô cỏ, tức là ô tô bình dân, nhưng có biển số đẹp thì giá của biển số đó có khi gấp nhiều lần giá trị chiếc xe. Tương tự đối với xe máy, một xe có biển số đẹp có khi có giá lên đến hàng chục lần giá trị của xe máy. Một đại gia khi thửa cho mình một chiếc xe sang thì cũng bung tiền ra mua cho được biển số đẹp để khẳng định số má. Còn nhớ cách đây khoảng 20 năm, bà Dương Thị Bạch Diệp, tức đại gia Diệp Bạch Dương, đặt mua chiếc xe Rolls Royce Phantom chính hãng từ Anh Quốc, có màu diệp lục, màu trùng với tên bà. Sau đó bà thửa cho chiếc xe siêu sang của mình một biển số độc nhất vô nhị 77E7777, một biển số vô cùng đẹp vào thời điểm đó. Chữ E trên biển số được xem là số 7 quay 180 độ. Bà Diệp không tiết lộ giá của biển số, nhưng theo giới am tường thì có thể biển số đó không thua kém giá trị của chiếc xe. Bỏ tiền ra săn lùng số đẹp tốn kém, tuy nhiên may mắn lâu không thấy, chỉ thấy bà Diệp đã bị dính vào tù tội sau đó. Sau khi cướp thị phần, Bộ Công an một mình một chợ hốt bạc ở thị trường biển số xe đẹp. Nói thế để thấy biển số đẹp có nhu cầu rất lớn, mà khi nhu cầu lớn thì nhiều người sẽ nhảy vào săn lùng xe có biển số đẹp, rồi về bán lại. 3 năm qua, ngành này đang làm ăn rất phát đạt, thì bỗng nhiên Bộ Công an ra quy định về bản số định danh. Theo quy định này, bản số xe gắn với người chứ không gắn với xe. Như vậy, những xe cũ có biển số đẹp sẽ không thể bán được cho chủ mới, bởi người mua xe biển số đẹp chủ yếu là mua biển số, chứ xác xe thì họ không cần. Những người chơi bản số đẹp, họ dư tiền để mua xe mới. Chính vì thế, chỉ một quy định của Bộ Công an đã làm cho hàng loạt chủ cửa hàng buôn bán xe cũ biển số đẹp gần như mất trắng vốn. Có người bỏ ra hàng chục tỷ đồng để mua xe biển số đẹp, nhưng sau khi có quy định về biển số định danh thì tài sản của họ bốc hơi đến 90% giá trị. Thật là một cú ra đòn cực hiểm của ông Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm. Nhiều người than phiền rằng Bộ Công an ra thông tư số 24/2023 về biển số định danh là hành dân. Nhận xét này dường như đúng, nhưng đó chỉ là một mặt của vấn đề. Mặt còn lại là gì? Đó là Bộ Công an hiện nay độc chiếm thị trường bán số đẹp, họ bán bằng cách đấu giá. Mới đây vào ngày 15 tháng 9, Công an thành phố Hà Nội cho đấu giá biển số 30K55555 và đã được chốt số tiền tới 14 tỷ đồng. Một mức giá được xem là không tưởng, bằng hàng chục chiếc ô tô hạng trung như Toyota Camry. Bộ Công an được cấp gần 100.000 tỷ đồng mỗi năm, nhưng Tô Lâm vẫn làm ra chính sách cướp thị phần của dân để Bộ Công an ăn một mình. Ra quy định về biển số định danh để tước đi gần hết vốn liếng của giới buôn biển số xe đẹp. Công an tung ra thêm chiêu đấu giá biển số, có nghĩa là Công an đã cướp lấy thị phần, cướp lấy tài sản của những người buôn xe biển số đẹp. Họ không cướp trắng trợn theo cách vào nhà đòi người ta đưa tiền, mà họ cướp bằng chính sách.
cướp lấy thị phần còn kinh khủng hơn cướp vốn làm ăn của người dân. Từ đấy mới cho thấy những trò cướp bóc dã man và đầy toan tính của Bộ Công an nó diễn ra như thế nào. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp với bản tin Tô Đại Tướng tung giàn kế, tiền từ túi dân chảy ào ào vào túi Bộ Công an. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de. Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Gom quyền lực đặt trên đôi chân cà lết, ông Tổng khiến cuộc chiến cung đình trở nên khốc liệt hơn. Qua việc gạt ông Võ Văn Thưởng ra khỏi vai trò tiếp quốc khách trong chuyến thăm của Tổng thống Mỹ, một lần nữa cho thấy ông Tổng Bí Thư đã đứng trên pháp luật. Chỉ là không công bố công khai thôi, chứ quyền lực của ông Nguyễn Phú Trọng hiện nay không khác gì một ông vua cả. Khi ông Trọng nắm chức Tổng Bí Thư cách đây 12 năm, ghế Tổng Bí Thư không có quyền lực lớn như ngày nay. Thời trước, ông Lung Đức Mạnh, ghế Tổng Bí Thư là chiếc ghế quyền lực nhất, tuy nhiên, qua một nhiệm kỳ làm Thủ tướng, ông Nguyễn Tân Dũng đã lấn lướt vị trí Tổng Bí Thư. Ông Nguyễn Phú Trọng lộng quyền đuổi Võ Văn Thưởng đi chỗ khác trời. Việc giành lại quyền lực cho chiếc ghế Tổng Bí Thư là cả một quá trình, phải mất đến 5 năm, tức tròn một nhiệm kỳ thì ông Nguyễn Phú Trọng mới lấy lại được quyền lực tuyệt đối cho vị trí này. Có lẽ từ nay trở đi, chiếc ghế Tổng Bí Thư vẫn là chiếc ghế quyền lực nhất trong tứ trụ. Nắm được ghế này thì sức mạnh hiển nhiên là vô đối. Sức mạnh chính trị của Nguyễn Phú Trọng thực ra có được là vào khoảng cuối năm 2015. Giai đoạn này ông Trọng vận động trong và ngoài nước cho quyền lực của mình ngày một thêm chặt chẽ và vững mạnh hơn. Từ chỗ là người lép vế đầu nhiệm kỳ đến cuối nhiệm kỳ 2011-2016, ông Trọng đã tự vẽ ra cho mình một trường hợp đặc biệt, dành cho người ngoài tuổi 65 được ngồi lại tứ trụ. Điều buồn cười là ngay tại hội lần thứ 12 năm 2016, ông Nguyễn Tân Dũng trẻ tuổi hơn ông Nguyễn Phú Trọng, nhưng ông Dũng đã phải về hưu vì quá tuổi, còn ông Trọng thì được tín nhiệm ngồi lại. Đấy là hình thức đạp lên cả luật pháp, luật là tao, tao là luật, là như vậy. Ông Trọng biết làm luật chỉ để áp dụng riêng cho ông mà thôi, thế mới là đỉnh. Hiện nay ông Trọng đã đi được 3 nhiệm kỳ Tổng Bí Thư, cũng bằng tuổi của bác Hồ của ông khi về chầu Lenin và các Marx. Với tình trạng sức khỏe rất yếu, tiếp khách quốc tế thì phải có vệ sĩ kè kè dắt tay phía sau và sẵn sàng đỡ ông nếu ngã, thì đấy là tín hiệu cho thấy ông Nguyễn Phú Trọng có thể sẽ phải rời ghế vào nhiệm kỳ tới. Không loại trừ khả năng ông sẽ lại bị chết trước đại hội 14 sẽ diễn ra vào đầu năm 2026. Khả năng thực chiến kém, nhưng nếu giành được ghế Tổng Bí Thư, Vương Đình Huệ sẽ làm chủ cuộc chơi. Trong 12 năm làm Tổng Bí Thư, ông Nguyễn Phú Trọng đã thâu tóm quyền lực về cho bản thân của mình. Có người nói vui rằng sau 12 năm ki cóp được rất nhiều quyền lực, nhưng ông Trọng đang đặt mớ quyền lực to lớn đấy lên đôi chân cả lết. Với đôi chân này, ông khó có thể lết đến hết nhiệm kỳ thứ 3 của ông. Trong chính trị, mà đặc biệt là thượng tầng chính trị của Đảng Cộng sản Việt Nam, một đồng minh có thể trở thành kẻ thù ngay tức khắc. Hầu hết những người đang cố lấy lòng ông Nguyễn Phú Trọng hiện nay hoặc là muốn dựa dẫm tận dụng lợi ích từ ông, hoặc là nhòm ngó chiếc ghế của ông. Với tư cách đối thủ, ông Thủ tướng muốn ghế Tổng Bí Thư thì điều đấy cũng là dễ hiểu. Nhưng với tư cách là đệ tử của ông Tổng Bí Thư, ông Vương Đình Huệ và Võ Văn Thưởng nếu nói không tham chức Tổng Bí Thư thì khó mà tin cho được. Đã lên đến tứ trụ, ai cũng có tham vọng chiếm được chiếc ghế cao nhất. Thực lực của ông Võ Văn Thưởng rõ ràng thì yếu hơn, ông Thưởng khó mà cạnh tranh lại với ông Phạm Minh Chính và Vương Đình Huệ. Cho nên có thể nói cuộc đua vào chiếc ghế Tổng Bí Thư cho nhiệm kỳ tới là cuộc đua song mã, chứ không phải là tam mã. Ông Thủ tướng đương nhiệm của Việt Nam Phạm Minh Chính
được cho là cũng đang nhắm vào chiếc ghế Tổng Bí thư đầy quyền lực. Nếu đấu tay đôi thì ông Vương Đình Huệ khó mà thắng được ông Phạm Minh Chính. Tuy nhiên, ông Huệ lại là người được ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đỡ đầu, nhưng cơ hội lại được cho là cao hơn ông Phạm Minh Chính. Trong hai nhân vật Vương Đình Huệ và Phạm Minh Chính, nếu ai chiếm được ghế Tổng Bí thư thì người đó sẽ là chủ cuộc chơi. Bởi ghế Tổng Bí thư hiện nay đã được ông Nguyễn Phú Trọng gom góp quyền lực chất vào đấy quá nhiều rồi. Dù không có khả năng thực chiến tốt, nhưng nếu ông Vương Đình Huệ nắm được chiếc ghế Tổng Bí thư thì sẽ vượt trội hơn đối thủ rất nhiều. Cho nên hứa hẹn cuộc chiến giành chiếc ghế Tổng Bí thư những năm tới sẽ khốc liệt hơn nhiều những cuộc chiến trước đây trong đảng. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp với bản tin gom quyền lực đặt lên đôi chân cả lết, ông Tổng khiến cuộc chiến cung đình khốc liệt hơn. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de.